chào, hôm nay thì Canh Thang TV xin tiếp tục gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn thêm một cái niềm vui thứ ba trong cái trận đấu giữa Lăng FC gặp Famalicão trong khuôn khổ giải vô địch bóng đá nữ Bồ Đào Nha năm 2022-2023. Đó chính là cầu thủ tiền đạo bên phía Lăng FC đã có bàn thắng thứ ba gỡ hòa cho Lăng FC trước một đội bóng được đánh giá mạnh hơn, đó chính là Famalicão ở ngay phút thứ 73, sau 2 phút sau bàn thắng của Huỳnh Như nâng rút ngắn tỷ số xuống còn 3-2 thì tiền đạo bên phía Lăng FC đã kịp thời quân bình tỷ số 3 đều cho Lăng FC, và thời gian trận đấu còn lại còn rất là nhiều, còn tới khoảng 20 phút nữa kể cả thời gian bù giờ, cơ hội cho Huỳnh Như và đồng đội để mà giành chiến thắng và san bằng được cái điểm số trên bảng xếp hạng là rất là lớn. Và đây là một cái thông tin cũng rất là vui đến cho tất cả quý vị và các bạn khán giả đã yêu mến Huỳnh Như cũng như là yêu mến Lăng FC trong cái thời gian vừa qua nha. Và bây giờ thì Thai TV cũng xin kết thúc video tại đây. Xin hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn một cái video gần nhất. Quý vị và các bạn nghe thông tin hay, bổ ích thì quý vị và các bạn hãy tặng cho Thai TV một like, một comment, một share, một subscribe để kênh được phát triển, tạo động lực làm những video tin tức mới nhất tiếp theo. Xin chào.